Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp đua full carbon 5 zip Vinfielder F6, một mẫu xe đến từ châu Âu, thương hiệu châu Âu, được chạy full bộ chuyển động Shimano 105, bộ phanh là phanh ba mảnh của Shimano Tiagra, nước sơn nguyên bản, xe full carbon, thiết kế dẹp khí động học, cảm gió. Chạy full bộ chuyển động Shimano 105, 5008. Đầu đĩa Shimano 105. Có cả cái giá để nước cũng là carbon. Tổng thể chiếc xe thì còn rất là đẹp. Các bác thấy trên hình là không có vết xước nhỏ là đáng kể ở trên thân xe. Được trang bị cặp vành Vision Con Tim 30, một cặp vành của thương hiệu Mỹ. Thương hiệu Vision là thương hiệu phụ tùng xe đạp của Mỹ. Cặp may Vision. Phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị đôi tay lắp của Shimano 105, phanh ba mảnh Tiagra, bánh 700c. Và dẫn sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, khóa cọc yên từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe phù hợp với các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75. Đây là phù hợp. Chiếc xe có bộ chuyển động Shimano 105 với 11 tầng lip và 2 tầng đĩa. Và chiếc xe có 22 tốc độ khác nhau. Bên em đang bán chiếc xe này với giá là 15 triệu 17 triệu 500, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.